Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Little Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Pháp Macron xuất hiện trước công chúng sau vụ bị tấn công trên đường phố ở miền đông nam nước Pháp. Trẻ em Palestine ở Gaza bị chấn thương tâm lý vì đợt không kích của Do Thái. Cảnh sát canh gác dày đặc Cornwall sắp khắp diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh G7. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm thứ Ba đã bị một người đàn ông tát vào mặt trong chuyến thăm một thị trấn nhỏ ở miền đông nam nước Pháp. Vụ tấn công bất ngờ xảy ra khi Tổng thống Pháp chào hỏi công chúng đang chờ đợi ông phía ngoài hàng rào an ninh ở thị trấn Tain Hermitage. Sau chuyến thăm trường trung học dạy nghề, ông Macron cho biết ông không nản lòng sau vụ tấn công và hứa hẹn sẽ tiếp tục chào hỏi, bắt tay, chụp ảnh chung với người dân hâm mộ. Cảnh sát đã bắt hai người gồm Damien Tarot, 28 tuổi, nghi can tát ông Tổng thống Macron và một người quay video. Vài tiếng đồng hồ sau, ông Macron đi bộ 25 phút trên những con đường hẹp của thành phố Valence, gần đó chụp ảnh selfie và trò chuyện với đám đông. Chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, ông Macron đã bắt đầu chuyến vận động Tour de France đến thăm các vùng xa của nước Pháp trong khi chính phủ nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Damien Tarot có thể bị kết án tối đa 3 năm tù giam và phạt 45.000 euro về tội hành hung nhà lãnh đạo quốc gia. 3 tuần lễ kể từ khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị bom Israel phá hủy, cô bé Suzy Akintana, 6 tuổi, trở nên câm lặng. Ngoài trừ việc hỏi thăm ba mẹ, 4 anh chị em thiệt mạng ngày hôm đó. Cuộc sống đã bị đảo lộn, Suzy và cha của bé đang sống với người chú ruột, thường xuyên im lặng, nhìn vào khoảng không và hét to khi có người đến gần. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, khoảng 500.000 trẻ em cần được chữa bệnh tâm lý sau đợt không kích và pháo kích kéo dài 11 ngày hồi tháng 5 vừa qua vì cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Các nhà tâm lý học thường xuyên đến thăm Suzy để giúp bé giải tỏa vết thương. Tại một buổi trị liệu vào hôm ngày Chủ nhật vừa qua, bé chỉ ngồi im lặng và cùng với anh em họ vẽ tên trên giấy. Các nhà tâm lý học cho biết khoảng một nửa dân số 2 triệu người ở dãy Gaza dưới 18 tuổi bị chấn thương tâm lý từ 3 cuộc chiến tranh trước đó và một số vụ đụng độ giữa Israel và các nhóm chiến binh của Gaza từ năm 2008. Theo người đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, thì cứ 3 trẻ em thì có một em cần được sự trợ giúp về tâm lý tại Palestine. Hơn 50 chiếc xe hơi hạng sang và 400 nhân viên an ninh đã được không vận đến căn cứ không quân St. Macon gần Newquay của nước Anh. Thời tiết thuận lợi và việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa vì đại dịch chỉ cho phép các khách sạn và nhà trọ tọa lạc trong vòng bán kính 30 dặm của địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã được các công ty du lịch đặt trước. Các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại Cornwall, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm 7 quốc gia phát triển G7 vào thứ Sáu tuần này để thảo luận việc tặng vaccine COVID cho các quốc gia đang phát triển và áp dụng thuế suất toàn cầu 15%. Tổng thống Joe Biden sẽ ở lại khách sạn Chichinda trong 3 ngày theo kế hoạch và các phi công Hoa Kỳ đang theo dệt việc điều khiển Marine One hạ cánh xuống sân golf Chichinda Castle để đưa đón Tổng thống Hoa Kỳ. Để tăng cường an ninh trước cuộc họp khai mạc ngày thứ Sáu, cảnh sát đã đóng 30 cây chiếc cầu bắc qua một trong những con đường chính dẫn vào và băng qua Cornwall. Và cũng trong phần tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 sẽ tham dự cuộc họp song phương diễn ra tại một ngôi biệt thự cổ ở Thụy Sĩ, được xây dựng hồi thế kỷ thứ 18 nhìn ra hồ Geneva. Khung cảnh nhẹ nhàng nhưng bao gồm nhiều vấn đề gay gắt liên quan đến vụ Nga bị tố cáo, can thiệp cuộc bầu cử, tấn công mạng, vi phạm nhân quyền và sáp nhập lãnh thổ của Ukraine.
các cuộc xung đột khu vực và chiến lược hạn chế vũ khí nguyên tử cũng sẽ được đưa lên bàn thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga trong dịp này. Cảnh sát và quân đội Thụy Sĩ đã phong tỏa hai công viên, lắp đặt các rào chắn và dây thép gai chung quanh Villa Lederrange. Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, không thực hiện lệnh của Tây Phương cấm vận Nga vì sáp nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014, đã vận động để tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Lavrov sẽ tháp tùng Biden và Putin. Trong khi đó, thì tờ RepublicWorld.com tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm ngày hôm nay nói rằng Moscow không kỳ vọng sẽ có bất kỳ bước đột phá nào trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Geneva vào cuối tháng này. Nữ lực sĩ Iran Kimia Alizadeh đoạt huy chương đồng môn Taekwondo tại Thế vận hội Rio 2016. Sẽ thi đấu tại Thế vận hội Tokyo vào mùa hè dưới lá cờ trắng. Kimia Alizadeh đã trốn sang Đức vào năm ngoái và được chính phủ Đức cấp quy chế tị nạn. Sau nhiều lần đề nghị sẽ thi đấu dưới màu áo của Hà Lan, Canada, Bỉ và Bulgaria, cô cho biết quyết định rời bỏ quê hương vì chán ghét việc đã bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền. Cô gái 22 tuổi sống tại thị trấn Aschaffenburg của Bavaria đang cùng chồng khổ luyện để giành tấm vé tham dự Thế vận hội tại giải đấu vòng loại khu vực châu Âu ở Sofia vào tháng 5. Kimia Alizadeh sẽ được lựa chọn tham gia đội tị nạn Olympic vào tháng 6 trong số 55 lực sĩ của 12 môn thể thao. Liên đoàn Taekwondo của Đức đã liên lạc với Bộ trưởng Nội vụ để nói về tình trạng tị nạn của Alizadeh vào mùa hè năm ngoái, đồng thời thêm rằng Alizadeh là lực sĩ tị nạn thứ 3 của Đức. Giới chức thẩm quyền ở Iraq ngày hôm nay đã phóng thích một thủ lĩnh nhân quân liên kết với Iran bị bắt hồi tháng 5 vì cáo buộc liên quan đến khủng bố. Sau khi không tìm thấy bằng chứng để kết tội, lực lượng an ninh của Iraq đã bắt Qasim Musli, người chỉ huy lực lượng tác chiến, viết tắt là PMF ở tỉnh Anbar của Iraq vào ngày 26 tháng 5 vì hành vi liên quan đến khủng bố. PMF là nhóm bán quân sự Hồi giáo Shiite được cho là liên kết với Iran. Tin của lực lượng an ninh nói rằng Musli bị bắt vì có liên quan đến cuộc tấn công căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi đã công khai chống lại các lực lượng quân dân và quân sự được Iran hậu thuẫn và cho rằng việc bắt giữ Musli để hạn chế quyền lực của họ. Hồi tháng 6 năm ngoái, thì Kahimi ra lệnh bắt các chiến binh đã bắn hỏa tiễn vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, giới chức thẩm quyền Áo cho hay đã thực hiện 80 trong số hơn 800 vụ bắt bớ trong cuộc chiến chống tội phạm buôn lậu ma túy và cướp của giết người trên toàn cầu. Vào hôm thứ Ba, FBI và cảnh sát Úc, EU đã bắt hàng loạt nghi can thành viên của băng đảng buôn lậu ma túy ở Úc, châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông. Tại nước Áo, số người bị bắt tại các địa điểm trải dài từ Tyrol ở phía tây Alpine đến Vienna thuộc nhiều nhóm khác nhau. Cảnh sát Áo tịch thu 35 loại vũ khí, hàng trăm kg cocaine, heroin, cần sa trong tổng cộng hơn 700 kg ma túy và gần 650.000 euro bị tịch thu khắp thế giới trong gần 70 vụ bốc rắp nhà ở, địa điểm hoạt động của các băng đảng buôn lậu ma túy, vũ khí toàn cầu. Áo cho biết một trong những nghi can bị bắt là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm đang bị truy nã vì vụ giết người ở Serbia và đang lẩn trốn ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đến Vienna tại ngày vài ngày thưa quý vị. Tạp chí Kinh tế vừa công bố bản nghiên cứu về những nơi đáng sống nhất trên thế giới dựa trên nhiều tiêu điểm một chính phủ cần thực hiện để bảo đảm đời sống cho người dân. Mời quý vị theo dõi bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thủy sau đây. Để hội đủ điều kiện trở thành một nơi đáng sống nhất trên thế giới, các chuyên gia về kinh tế và nhân sinh đưa ra 30 tiêu điểm bao gồm văn hóa, môi trường, giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở, v.v. và v.v. Để giúp cho một người hay một gia đình có được một đời sống thoải mái, từ vật chất, tinh thần, sinh hoạt, suy nghĩ, làm ăn, đầu tư, chính trị, v.v. Để công bố bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, tạp chí kinh tế gia The Economist không chỉ trình bày về điểm lạc quan, nhưng còn những điểm tạo ra thử thách cho bất cứ chính phủ nào. Thực sự, họ quan tâm đến đời sống của người dân, có thể để ý đến. Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, Úc
có đến 4 thành phố gồm Adelaide, Perth, Melbourne và Brisbane. Nhật có 2 thành phố gồm Osaka và Tokyo, mặc dù gần đây tình trạng lây nhiễm ở Tokyo đang gia tăng. Thụy Sĩ có 2 thành phố gồm Zurich và Geneva. Auckland của Tân Tây Lan xếp số 1 trên thế giới, nơi đáng sống nhất. Thành phố Wellington của Tân Tây Lan xếp hạng 4. Đặc biệt trong bảng nghiên cứu để đưa ra xếp hạng các thành phố đáng sống nhất trên thế giới, các chuyên gia đưa vấn đề đại dịch, tâm điểm để tìm hiểu xem chính phủ đã có những hành động cụ thể nào đáp ứng với những trường hợp khẩn cấp nhằm tạo sự ổn định trên nhiều lĩnh vực, giúp cho người dân sớm trở lại đời sống bình thường. Vì đại dịch, nhiều thành phố ở châu Âu từng xếp hạng cao những năm trước đây, năm nay rớt điểm. Thí dụ như Vienna của Áo, liên tục được xếp đầu bảng những năm trước, năm nay tụt xuống hạng 12. Ngược lại, những thành phố của Úc, Tân Tây Lan và Nhật không bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch, không bị phong tỏa, để cho thấy hệ thống y tế rất tốt, giúp cho số người bị nhiễm bệnh xuống thấp. Tại Mỹ, Honolulu, thủ phủ của tiểu bang Hawaii, từ hạng 46 năm trước, nhảy lên hạng 14 năm nay, nhờ chính quyền tiểu bang thành công trong nỗ lực kiềm chế dịch lây lan, cũng như đẩy mạnh tiến trình chích ngừa cho người dân. Châu Á vẫn tiếp tục xếp hạng thấp hơn nhiều so với các quốc gia vùng Bắc Mỹ và Tây Âu, ngoại trừ Tân Tây Lan, Úc hay Nhật. Các quốc gia như Bangladesh, Pakistan vẫn là những nơi tệ nhất để sống. Mục tiêu của bảng xếp hạng 140 thành phố đáng sống hay không đáng sống nhất trên thế giới theo tạp chí Kinh tế Gia là để giúp cho các vị lãnh đạo doanh nghiệp chọn lựa nơi lý tưởng hay thích hợp để đầu tư. Các công ty sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nhân viên, qua đó đưa ra các chính sách công bằng và thích hợp nếu cần thiết để thuê mướn hay rời đổi nguồn nhân lực. Các công ty có thể dựa trên bảng xếp hạng này để đưa ra bảng lương thích hợp cũng như đo lường được mức chi tiêu tùy theo bảng xếp hạng của các thành phố. Thế nhưng quan trọng hơn cả là các chính phủ, nếu thực sự quan tâm đến đời sống của công dân, họ sẽ so sánh đời sống của người dân của họ đối với những thành phố xếp hạng tốt nhất trên thế giới, qua đó đưa ra các chính sách thích hợp nhằm cải thiện sinh hoạt của thành phố ngày càng tốt hơn. Riêng với những ai thích du lịch hay muốn chọn một thành phố lý tưởng để sinh sống, họ cũng có thể dựa vào chi tiết của các tiêu điểm, qua đó hiểu được thành phố mà họ muốn đến hội đủ những điều kiện nào tốt nhất cho một người hay một gia đình sinh sống. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho Đài Little Sài Gòn TV.